Xác người đàn ông bị giấu dưới cống. Thi thể ông Thắng được phát hiện dưới ống cống, quần áo bị đốt. Qua khám nghiệm, cảnh sát thấy vết máu của nạn nhân tại hiện trường có dấu hiệu bị tẩy xóa. Ngày 16 tháng 2, Công an huyện Yên Sơn đang phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Theo lãnh đạo địa phương, tối ngày 15 tháng 2, người dân phát hiện thi thể ông Phạm Văn Thắng, 66 tuổi, ở dưới ống cống trước cổng nhà. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thấy vết máu của ông Thắng từ trong nhà rơi vãi đến nơi phát hiện thi thể. Vết máu có dấu hiệu bị lau, xóa, vị lãnh đạo nói. Cũng theo vị này, qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện quần áo của ông Thắng bị đốt. Thi thể người đàn ông 66 tuổi được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình sáng ngày 16 tháng 2. Lãnh đạo xã cũng cho biết sau khi sự việc được phát hiện, người sống cùng ông Thắng là bà Hoàng Thị Cần, 47 tuổi, đã rời khỏi nơi cư trú. Công an đang truy tìm người phụ nữ này. Chính quyền địa phương cho hay ông Thắng đã có hai đời vợ, còn bà Cần từng một lần ly hôn. Hai người sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.